này là tao đây. Thì như là hôm qua của tao có gặp một số cái vấn đề như thế này. Một số các cái video của tao là không được xuất hiện ở một số các cái khu vực nhất định, mà tao đang không biết lý do tại sao. Thì không biết là ai có kinh nghiệm về cái vấn đề này không thì có thể chia sẻ giúp tao với nhá. Tại vì hiện tại ấy, tất cả các video clip của tao ấy, thì theo như mà mọi người chia sẻ thì ở cái khu vực mà tao đang sống ở là ở phía Canada này ấy, thì bọn tao hầu hết vẫn nhìn thấy toàn bộ tất cả các video, kể cả các video react. Ở bên Việt Nam thì hiện tại là đang có 2 video không được nhìn thấy và bị ẩn đi. Ở phía Hàn Quốc và Nhật Bản thì đang có 1 video bị ẩn đi. Còn hầu hết tất cả các quốc gia khác thì đều vẫn nhìn thấy đầy đủ các video của tao, thì đang không biết là lý do tại sao. Nếu như mà ai có kinh nghiệm về cái vấn đề này thì có thể chia sẻ giúp tao nhé. Tại vì khi mà mọi người ấn vào cái video của tao ấy thì nó đều hiện lên rằng là ấy, video không khả dụng hoặc là unavailable in the region. Tao không biết những cái điều đó là có nghĩa là như thế nào, thì có gì bọn mày chia sẻ cho tao nha. Rất là đặc biệt đối với hai đứa mình. 6 năm qua bên nhau không thể nói là quá dài, nhưng cũng không thể nói là quá ngắn. Nó là một chặng đường vừa đủ để bọn mình tìm hiểu nhau. Ngày hôm nay, trước mặt sự chứng kiến của những người mà em yêu thương nhất, em hy vọng rằng hai đứa mình sẽ luôn nắm tay nhau, vượt qua được nhiều sóng gió trong cuộc đời.